Xin chào các bạn, hôm nay là một ngày chủ tuần. À nhầm, hôm nay là ngày chủ nhật rất là đẹp trời. Và mình sẽ dẫn bạn gái mới của mình để đi chơi nhân dịp cuối tuần. Và hôm nay thì bọn mình sẽ đi vòng Hà Nội và đi ăn uống các kiểu. Nào làm gì ấy? Nghe. Thôi đi á, đi. Ê, nhà em phải nắm tay anh. Bạn đi nhớ trang không làm sao. Và hôm nay thì cũng như thường lệ là đầu tiên trước khi ăn là phải check in Facebook cái đã. Để lấy X1 ra chụp vài tấm. Ô, con này chụp trong nhà đẹp phết đấy chứ nhỉ? Ừ. Anh chụp cho em à? Em dơ cái bát lên để so cái bát cho so lên cái mặt đấy. Thì trong lúc đợi có hó kia đang đi vệ sinh dưới tầng 2 thì lúc này mình đang ở tầng 3 của Cô Nề Cà Phê. Mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mà rất là hay, chúng ta có thể giết thời gian hoặc làm rất là nhiều trò vui. Đó là chúng ta sẽ có tính năng quét vật thể 3D duy nhất hiện tại đang có trên Xperia XZ1. Bây giờ mình chọn một cái gì đấy ở đây. Đây à. Để làm cái này thì mọi người sẽ truy cập vào cái trình tạo 3D này. Chúng ta sẽ lựa chọn như là quét gương mặt, quét phần đầu, hoặc là các bạn thể quét món ăn. Chúng ta quét tự do, mình sẽ chọn quét phần đầu vì đây là phần đầu của một cái con này là con gì mình không biết đâu. Thì mọi người sẽ có một cái mũi tên và chúng ta sẽ làm lần lượt theo cái mũi tên này. Trong quá trình quét các bạn sẽ nhìn thấy đây, nó sẽ có những cái chấm nhỏ li ti ở trên cái vật thể. Đó là lúc nó nhận ra là cái vật thể 3D này. Và cái chấm nhỏ li ti chính là quyết định được cái vật thể của chúng ta nó sẽ có tạo hình như thế nào. Nếu các bạn nhìn kỹ ở đây thì cái tạo hình của vật thể sẽ có chỗ là nó chấm này. Và nó tạo ra những cái đường cong cực kỳ chuẩn xác. Phần mềm đơn thuần là các bạn thể quét 3D các kiểu nhưng mà chủ yếu cho vui. Nhưng mà cái này của Sony là sử dụng cả sức mạnh của phần cứng để nó có thể nhận ra được thực tế nó như thế nào. Đây chính là cái công nghệ mà như kiểu là AR mà các bạn đang thấy trong thời gian gần đây á. Thì nó yêu cầu phần cứng khá là mạnh, cũng như yêu cầu một cái camera. Thì cái này thì đang được tích hợp trên cái chiếc Sony Xperia XZ1 nhá. Và đây là thành quả của mình sau khi quét xong. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có được một cái đầu rồng trông giống. Đầu này còn gì không biết. Giống y hệt. Đấy các bạn thấy đây nhá. Mình zoom vào xem thử chi tiết này đó. Chi tiết của chúng ta lên cực kỳ là sắc nét và tốt. Đây là cái phần mà mình zoom vào cái miệng của nó, trông rất là giống nhau. Và các bạn thấy là đọc được cả cái dòng chữ là sổ hộ khẩu luôn. Và cái phần đường cong, như mình đã nói cái này là AR, vì thế nên các bạn sẽ thấy là tái tạo chính xác đường cong tỷ lệ của nó theo chuẩn. Sau khi xong nhá, mọi người có thể chỉnh được. Chúng ta có thể crop nó đi, cắt những cái phần nào bạn muốn này. Ngay ta sẽ biến hình này, biến nó cho nó tròn hơn. Rồi cũng như ta sẽ điều chỉnh được cái độ sáng, độ tương phản của cái này. Thì cái này sau khi xong mọi người có thể in 3D, nhưng mấy cái này ở Việt Nam ta chưa áp dụng rộng rãi. Chúng ta có thể share lên Facebook này, chia sẻ tập tin, hoặc mình thiết lập cái đơn giản nhất là đặt nó làm cái hình nền của mình. Thì cái này khi chúng ta nghiêng cái hình nền thì cái vật thể này cũng sẽ xoay theo rất là ngon. Rồi đó là cái mà mình chia sẻ cho các bạn về cái tính năng này. À đủ. Rồi như vậy là có một cái khoảnh khắc. Vừa qua đây mình sẽ thử luôn cho anh em. Nó sẽ chụp hình liên tiếp, và đặc biệt cái này hay là mỗi tấm hình chụp liên tiếp của nó sẽ có thể lấy nét lại. Vì thế nên mà vật thể của chúng ta ví dụ, chủ yếu là hai con dở hơi này đang cười cười này. Các bạn thấy đây, chúng ta sẽ nhìn thấy gương mặt của hai cô gái này. Một cô thì như kiểu đang bị chửi gì đấy, cô này thì đang cố gắng chịu đựng, có thể phía sau tay đang cầm dao vì thế không nhìn rõ. Đó, thì cái việc chúng ta chụp liên tiếp nó sẽ lấy nét liên tục. Nên các bạn thấy là vật thể chúng ta khi có thể là tấm ảnh trước chưa nét, nhưng đến tấm sau thì nó sẽ bắt được cái chuyển động đấy, nên mà mặt cô này sẽ thể hiện rõ sự gian dối cũng như lừa đảo của mình. Đó. Rồi trà sữa đến rồi, thế thôi. Sau khi đã uống no say, bây giờ mình sẽ dẫn Trang đi shopping, mua bát nhà. Em muốn mua gì cũng mua được, thậm chí có thể mua cho em cả cái căn cô này. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.
Cơm em ngon không? Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Với cả đây nha, máy này khi chụp là nó sẽ tự động nhận ra các chuyển động và nó sẽ cho anh em chọn ra những cái tấm hình đẹp nhất. Ví dụ như đây sẽ có 4 tấm này, nó cho chúng ta là 4 tấm với các cử chỉ chuyển động, và tự nhận ra khi người yêu cười chẳng hạn, nó sẽ chụp cho anh em luôn để mọi người có thể lựa chọn. Sau một buổi chiều vật vã ở Pone Cafe thì bây giờ bọn mình đang đến Roy City để thử khả năng chụp chiếu sáng của chiếc Xperia XZ1. Chào mọi người đi bạn gái. Chào mọi người. Ta-da. Thực ra nãy giờ chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi, còn đây mới là người bạn gái thực sự, Xperia XZ1. Biết anh em có người yêu không, nhưng mình F3. À không, nhìn chung F3. Cắt xe. Còn đây là diễn viên thuê cắt xe cả ngày hôm nay. Chả cắt xe về tối nào. Bye bye. Còn ai F3 có thể mua chiếc Xperia XZ1 này rẻ vãi nồi. Tiền mua nó có thể thuê được người yêu cao cấp hơn con này.